Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Hebe xin chào các bạn nha. Thì hôm nay Hebe sẽ chơi trốn tìm nè bạn ơi. Và hiện tại các bạn này đang tìm Hebe nè. Trời ơi, bạn này chăng mình nãy giờ chưa tìm được Hebe luôn. Và biết gì chưa, nãy giờ Hebe trốn hơi bị lâu rồi đó các bạn ơi. Mà nãy giờ bạn ấy chưa tìm được Hebe, Hebe đang trốn nè. Đó, tôi đây, bây giờ đeo lên đài các bạn ơi. Mình phải nhập tiền để mới có tiền để mới mua đồ các bạn ơi. Dạ bạn nó thấy ơi. Oh no. Trốn. Thôi, chưa thấy bạn ơi. Đó, thì hồi nãy cái này mình có thể chọn được luôn nha, nhưng mà tùy người ai mà thích á. Đó, dụ bạn nó lại. Hello. Ê, tiền quá trần luôn. Em bị lụm nè, đó. Ủa lộn xu. Rồi còn có một tí thời gian à. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Ok, Happy đã thắng nè. Yeah, hay chưa, đã chưa bạn ơi. Trời ơi, mừng ghê bạn ơi. Yeah, Happy đã thắng rồi. Ai cũng có cây búa đặt sau lưng hết á. Đừng lỡ như ai mà là kẻ sát nhân á. Ồ, đây. Mày này đi. Đó, ok, chơi mạng ở giữa nha bạn. Mình sẽ chọn, oh my god, cuối cùng cũng được chọn rồi, oh my god. Có một bạn là người tìm. Baby sẽ trốn ở đây. Vừa vô có hai bạn bị luôn. Còn nghẹt quá, ra cứu. Ồ, cứu được rồi. Chạy, oh, mang guốc chạy vui đó chứ. Chạy ngay đi trước khi mấy bạn kia lại. Đó, cứu mấy bạn này. Happy mới đẩy ngã cái đồ ăn kìa. Oh my god. No. Ai chạy. Chạy các bạn ơi. Chạy, wow. Ui, có ánh màu xanh cái đó. Cái nó màu xanh luôn. Ây da, trời ơi, lại cứu. Trời ơi, chạy. Cứu. Rồi. Trời ơi. Cứu là phải chạy liền. Chứ không là mấy bạn kia lại á. Oh no. Đó, hình cứu kịp mấy bạn đó. Trời ơi. Yeah. Oh no, em xin là bay rồi. Trời ơi, mấy bạn này. Cái gì mà quá chừng vậy nè. Hebe đang chạy bạn ơi. Em chạy trốn. Mấy bạn này cũng thấy Hebe đâu. Nè. Hebe suy nghĩ là vậy. Ok. Nên lại cứu coi, cứu kịp không? Ok, kịp. Sao. Cứu kịp nha bạn. Đừng, trời ơi bạn này. Còn một phút. Mong là mấy bạn đó hai bị bởi vì mấy bạn đó lại cứu. Rồi cứu. Ok, hên, cứu kịp. Đó. À! Trời ơi, bạn ơi. Rồi bạn làm gì vậy? Hello. Bạn đừng có dí mình nha bạn. Không vui. Chạy các bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi, dạ. Ôi, hên các bạn ơi. Happy sắp thắng rồi. Đi chứng kiến đi rồi xong luôn. Tội nghiệp bạn nó quá à. Bạn nó bị gì ta? À, bị bạn nó bắt rồi. Đó, coi. Từ xong giờ bạn này bạn làm gì hoài luôn. Bạn muốn đạp được mình hả? Mình đứng ở gần đây luôn rồi. Happy thắng nha. Happy thắng hai màn rồi đó. Vui. Ui, mình có thể chọn tóc, bất kỳ tóc mình thích luôn nè. Đẹp quá à. Ây da. À, mày ở giữa đi. Ở giữa đi, nãy giờ chưa chơi ở giữa luôn. Ây. Chơi mình đó đi. Ok. Oh my god, mày này vui nghe, vui. Vui vô góc chôn. Mấy bạn nó không có thấy được. Mấy bạn nó bị sương mù bao rồi. Đây. Đây. À. Người tìm rất là bất công nên hơi tội nghiệp. Hello, đi lại đây trốn với mình nè bạn. Trốn ở đây cho nó an toàn. Đó, ở dưới đây nè, che bong bóng này hết. À, mấy cái trái banh. Banh mà gọi là banh mũ á. Đó, trời nhưng mà banh này không phải banh mũ đâu. Banh này là banh gì á? Banh ga, cứu. Ủa, rồi xong. Không có ai để cứu hết. Và thua rồi, trời ơi bạn ơi. Thua rồi. Buồn quá, thua rồi. Thở
Thôi rồi thì chơi lại không sao. Ồ, đi dưới nước đi. Đi dưới nước đi mấy bạn ơi. Rồi xong. Được ở dưới nước rồi, được trốn dưới nước. Rồi xong luôn. Bơi chỗ này ngực thở luôn. Đâu rồi? Bạn trốn đâu rồi? Bạn lộn, bạn tìm đâu rồi? Bạn tìm. Đó, cứu bạn tìm nè. Ủa lộn, cứu bạn trốn nè. Bạn tìm đang rà sát mặt đất. Wow, bạn rà cho đến khi nào cũng được đâu bạn ơi. Trái bạn ơi. Đó, đi lại đây lậm sâu nè, ba xu luôn. Ba xu luôn, đã nhè, đã nhè. Ui, mấy con vật này mình có thể mặc được nè. Nhưng mà em ơi, phải 500 mấy con lận. Con là xu. Đi, phải đi nhặt xu. Oh no. À, câu. Câu coi. Lại cứu liền có bạn này. Trời ơi, bạn này kỳ quá à. Chơi kỳ quá à, chơi không cứu. Không sao. Đó, mà thôi, trong lúc này. Rồi xong, tới rồi chứ. Định nói trong lúc này, Happy đi mua đồ. Bây giờ chọn mẹ. Ui, bạn này đi, bạn này chưa chơi nè. Bạn ơi. Ok, vô map Happy nha. Ok, Happy là người tìm nè. Đâu rồi, bạn đâu rồi, ai da. Trời ơi. Đó, đây. Rồi, xong luôn. Sắp bay bạn rồi bạn ơi. Bạn đâu rồi? Đây. Không có ai để cứu bạn đâu bạn ơi. Rồi, Happy thắng. Yeah, bạn ơi, Happy thắng rồi. Thắng rất là dễ dàng, một cách dễ dàng luôn. Đó. Lần đầu Happy được làm nên Happy tìm hơi bị dễ luôn. Ây da. Ở mày này đi. Oh my god. Đó, mày nó đi. Mày này chết rồi. Bạn này thì chắc không tìm được Happy đâu. Đâu rồi bạn ơi? Bạn im đi bạn ơi. Bạn đứng im đi. Bạn đừng có mò. Bạn đừng có mò sát đất bạn ơi. Bay mình. Bay mình bạn ơi. Không vui nha. Rồi xong luôn. Ui da. Vui. Hên. Biết đường chạy bạn ơi. Rồi xong luôn. Đó, hên. Nè sao bạn này ra chết. Ok, xong né được rồi bạn ơi. Oh my god. Ồ, bạn đó đâu rồi? Thôi, hello. À, thì chơi định hello chơi một chút thôi. Ai nhỉ? Bay luôn. Xin là xin chuẩn bị luôn. Rồi bạn đã thắng nha. Coi như hai bị nhường luôn á. Có hai bị nhường luôn. Happy là người sát nhân đi. Happy là người tìm đi. Bê đi. Ủa mấy thằng này chết rồi mà. Không ra. Vô màn của Happy hả? Bắt. Rồi Happy hiểu bạn đó đâu luôn rồi đó. Rồi, bạn đâu rồi bạn ơi? Bạn đừng có nấp bạn ơi, không vui. Ok, biết bạn ở đâu rồi, bắt. Đâu rồi, bắt. Trời ơi, đâu hả? Ở đây. Bạn ơi, vui quá hả? Yeah, trời ơi, mừng. Có 3 người luôn, vui đó chứ. Qua mày đi, lẹ đi. Đó. Xong qua mày mới. Mày này đây. Happy cực thích mày đó. Mình nãy giờ chưa được vô mày đó. Mấy bạn này, trời ơi sao không vô mớp của Happy đi. Không, nhảy lên hoài không được các bạn ơi. Happy sẽ để màn hình đầy luôn. Hello, chạy. Chống được, cứu bạn ơi, cứu bạn. Lại cứu. Rồi xong luôn. Bạn không cứu Happy các bạn ơi. Và các bạn ơi, hôm nay Happy đã bơi được rất là nhiều luôn rồi nè. Happy còn trốn được nữa. Và nếu như bạn các bạn thích clip này thì hãy nhớ like và share cho Happy có động lực nha. Giờ thì bye bye các bạn nha. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ.
không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.